Người yêu đồng giới phủ nhận chuyện bỏ bùa, tiết lộ thiện nhân từng muốn tự tử. Trưa 16 tháng 7, thiện nhân livestream hơn một tiếng đồng hồ để lên tiếng về việc gia đình cầu cứu khi cô mất tích. Cô khẳng định không bỏ nhà đi mà thông báo trước với gia đình để đấu tranh đòi lại quyền quản lý fanpage từ anh chị ruột. Ngoài ra thiện nhân cũng tiết lộ từng nhiều lần bị anh chị em ruột đánh đập. Chính những điều này là giọt nước tràn ly khiến cô không chịu nổi. Xuất hiện cùng thiện nhân là Ngân, người phụ nữ sống cùng nữ ca sĩ từ khi cô rời nhà vào tháng 1 năm nay. Quán quân giọng hát Việt Nhí cho biết, suốt 8 năm qua, ngoài gia đình thì Ngân chính là người giúp đỡ, lo lắng cho cô nhiều nhất khi lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Thiện nhân cũng tiết lộ, Ngân chính là người cô yêu và mong muốn được cưới. Trong cuộc trò chuyện, người phụ nữ xuất hiện cùng thiện nhân cho biết, cô đã giúp đỡ thiện nhân ngay từ khi bắt đầu tham gia giọng hát Việt Nhí 2014 vì thấy nhân là một cô bé dễ thương. Tuy nhiên, sau khi cuộc thi kết thúc, do có công việc riêng nên cô đã rời đi. Cả hai chỉ mới gặp lại nhau vào tháng 12 năm 2021. Thời điểm này cô chỉ coi thiện nhân như một người em gái và thiện nhân cũng chỉ coi cô như một người chị. Tôi hiểu tính nhân nên có cảm giác cô bé đang bị áp lực điều gì đó, không dám chia sẻ. Sau đó tôi đã hẹn gặp nhân ở một quán cà phê. Lúc này nhân cảm thấy tin tưởng nên đã chia sẻ với tôi những câu chuyện trong gia đình. Ngân kể. Người này cũng tiết lộ cô và thiện nhân chính thức yêu nhau vào tháng 1 năm 2022 và đã về nhà xin phép gia đình. Khi đưa nhân về xin phép gia đình cô bé không chấp nhận. Lúc đó thiện nhân đã muốn tự tử, nhưng tôi là người can ngăn cô bé. Tôi vẫn luôn tôn trọng gia đình nhân và cô bé cũng rất yêu thương ba mẹ mình. Hàng tháng nhân vẫn gửi đồ về cho ba mẹ. Tuy nhiên có thể ba mẹ nhân nghe theo lời anh chị cô bé nên đã xảy ra những chuyện không hay như vậy. Thiện nhân rất hiếu thảo nhưng luôn bị anh chị đánh đập, xem như chiếc máy rút tiền. Thật sự tôi chỉ mong nhân có một cuộc sống hạnh phúc, phát triển về mọi mặt. Người livestream cùng thiện nhân nói. Ngoài ra Ngân cũng cho biết năm nay cô đã 35 tuổi, thành đạt và đã có công ty riêng nên không có chuyện phải bỏ bùa một cô bé như thiện nhân. Về chuyện yêu đồng giới, người này khẳng định xã hội đã phát triển nên chuyện yêu thương nhau thì đến với nhau, quan trọng là hạnh phúc. Cô mong mọi người sẽ có cái nhìn từ hai phía để không làm tổn thương đến ai. Thiện nhân cũng tâm sự, ai cũng có quyền hạnh phúc và mong mọi người hãy tôn trọng cuộc sống của cô. Nữ ca sĩ nói cô luôn cố gắng và chờ sự nghiệp của cả hai thành công sẽ về thuyết phục gia đình thêm một lần nữa.